Rồi hello, xin chào mọi người, quay trở lại kênh của em nha. Thì hôm nay có một số điện thoại giới thiệu cho mọi người nha. Thì đây là cái kênh YouTube của em nha mọi người. Thì mình xem trên YouTube á, mình bấm vô một video bất kỳ nha. Rồi nó sẽ có thông tin của em, là số điện thoại của bên em là 0767347340. Số này là bên em xài Zalo luôn nha mọi người. Nếu mình đặt hàng mà nếu mình không gọi được thì mình có thể nhắn tin Zalo trực tiếp số này nha. Địa chỉ cửa hàng bên em là 116/55 đường Thiên Phước, phường 9, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh nha mọi người. Thì mình có thể tới trực tiếp cửa hàng mình xem máy ha, hoặc là mình ship COD giao hàng kiểm tra tiền toàn quốc nha mọi người. Bên em có hai hình thức mua hàng nha. Hình thức ship COD á, mình phải đặt cọc trước cho em 50.000 tới 100.000. Đơn dưới 2 triệu đặt cọc trước 50.000 nha. Đơn trên 2 triệu thì là cọc trước 100.000. Hình thức đặt cọc là mình đặt cọc bằng thẻ cào điện thoại hoặc là mình chuyển khoản ngân hàng trước nha mọi người. Thì mình cứ liên hệ trực tiếp bên em thì mình sẽ thương lượng cách đặt cọc nha. Rồi hôm nay em giới thiệu một số mẫu đầu tiên nha mọi người. Oppo Neo 7. Neo 7 thì đợt này có số lượng nha mọi người. Oppo Neo 7 A37, RAM 2GB, bộ nhớ trong 16GB, màn hình 5 inch, độ phân giải HD, chiếc Snapdragon 410 có 4G nha mọi người. Máy vỏ ok hết, đợt này thì em bán em tặng kèm cho mọi người ốp lưng luôn nha. Viền gốc là không cứng mớp nha mọi người. Máy này thì 2 SIM, pin con này được 2630, camera sau 8 chấm, camera trước 5 chấm nha mọi người. Tại hôm nay làm về hơi trễ nên quay lẹ lẹ xíu nha. Máy full tính năng 2 SIM có 4G đầy đủ nha mọi người. Cảm ứng là không loạn liệt nè. Viền gốc nè, vuốt là ok hết nha mọi người. Thì giá này em đang bán là 950.000 Oppo Neo 7 Neo 9 nha, A37 Neo 9, Oppo Neo 9 A37. 950.000 là bao gồm máy với lại ốp nha mọi người, tặng kèm ốp. Anh chị nào mà lấy sạc á, thì cộng cho em thêm 50.000, nhưng mà cổng này cổng micro mọi người, nên ở nhà đa số ai cũng có nên không cần lấy sạc cũng được. Thì giảm được thêm 50.000 nha, là 950.000 lấy cáp sạc là cộng thêm 50.000. Rồi Xiaomi Redmi 4A, máy nhỏ gọn, viền gốc đẹp keng nha mọi người. Vỏ sau không chày luôn nha. Trước kính đẹp luôn nè. Redmi 4A. Con này cũng RAM 2, bộ trong 16, màn hình 5 inch, độ giải HD, camera sau 13, camera trước 5, pin con này được 3.000 nha mọi người. Con này thì chip Snapdragon 425 nên nó có 4G. 4G đầy đủ nha mọi người. Cấu hình này cũng chơi game được á. Cảm ứng là ok hết nha mọi người. Âm thanh đồ đầy đủ nha. Loa liếc ok hết, cảm ứng không loạn liệt nha mọi người. Cảm ứng vuốt ok hết luôn nha. Mượt luôn nha mọi người. RAM 2 bộ nhớ 16 thôi. Pin 3.000, con này pin cũng ok, xài ok hết. Thì giá em đang bán là 970.000 nha mọi người. 970.000. Lấy thêm cáp sạc thì cộng 50.000 nha mọi người. Rồi tiếp theo Oppo A53, máy vỏ đẹp, viền gốc không cứng mớp nha. A53 2015 nha mọi người. Mặt trước kính đẹp luôn. Oppo A53 con này thì màn hình 5.5 inch, màn hình lớn nha mọi người. RAM 2GB, bộ nhớ trong 16GB, pin con này được 3.075 nha. Camera sau 13, camera trước 5 chấm. Máy full tính năng, 2 SIM, thẻ nhớ đầy đủ nha mọi người. Cảm ứng ok hết. Đây. Ok hết nha mọi người. Âm thanh rồi. Lớn luôn, con này thì Oppo đa số là mặc định là 2 SIM. Là liếc lớn luôn. Con này là vỏ nhôm nha mọi người, vỏ nhôm nha. Nguyên khối. Thì giá em đang bán con này là 1.050.000 nha mọi người. RAM 2 bộ nhớ 16, 1.050.000. Rồi tiếp theo thanh lý một cây LTV X520, RAM 3GB, bộ nhớ 32GB, màn hình 5.5 inch, độ phân giải Full HD, chip Snapdragon 652. Nói chung là máy con này thì là thương hiệu nội địa của Trung Quốc nha mọi người. LTV nhưng mà cài ROM quốc tế, full tiếng Việt cho mọi người luôn nè. Đầy đủ tiếng Việt nha mọi người. YouTube, Facebook, Zalo đầy đủ, máy full tính năng. Là liếc lớn luôn á mọi người. Con này cũng vỏ nhôm nguyên khối, nhưng mà con này xài nó hơi nóng một xíu nha mọi người. Nó hơi nóng một xíu, máy 2 SIM LTV X520. Thì giá em đang bán con này là 850.000 nha mọi người. 850.000, máy trần, dán cường lực sẵn, 850.000. Rồi hôm nay đường cây Oppo F3 Lite. Oppo F3 Lite, máy màu đen, vỏ có hơi nhăm nha mọi người. Thu lại của khách, viền gốc là không cứng mớp nha. Tặng kèm ốp lưng. Oppo F3 Lite thì màn hình 5.2 inch,
RAM 3 bộ trong 32 chiếc Snapdragon 425 bằng với con này nha mọi người. Chip thì nó bằng con này. Pin con này được 2008. Camera sau 16, camera trước 13. Ơi camera sau 13, camera trước 16 chứ. Oppo cam trước nó cao hơn. Cam siêu đẹp. Máy full tính năng cũng 2 SIM thẻ nhớ đầy đủ. La liếc ok hết. Cảm ứng không loạn liệt nha mọi người. Oppo F3 Lite A57 á. F3 Lite RAM 3 bộ trong 32. Thì con này giá em đang bán là 1.200.000 nha mọi người. F3 Lite 1.200.000. Lấy thêm cáp sạc thì cộng cho em thêm 50.000 nha mọi người. Rồi tiếp theo. Thanh lý hết nốt đóng iPhone. Đợt này còn iPhone nhỏ thôi nha mọi người. iPhone 6S màu hồng, vỏ ok hết nha mọi người. Viền gốc là không cứng luôn. 6S 64GB nha. iPhone 6S 64GB, main zin màn hình zin. Máy quốc tế nha mọi người. Con này nhà mạng Nhật. Máy quốc tế 64GB, vân tay vân chân đầy đủ nha mọi người. Cảm ứng là không loạn liệt. Em có một cây nhà mạng Mỹ, một cây nhà mạng Nhật nha mọi người. iPhone 6S 64GB. 3D touch đầy đủ nè. Camera ok hết, máy full tính năng. Âm thanh đồ la lớn luôn nha mọi người. Tình trạng của mấy con này là thay pin mới 100% rồi nha mọi người. Tình trạng pin 100% nha. Thì giá em đang bán là 2.400.000. 2.400.000 một cây nha mọi người. Còn nếu anh chị nào lấy một cặp luôn thì giảm 100.000 nha. Giá 2.400.000. Lấy luôn một cặp thì giảm 100.000, còn lại 4.700.000 nha mọi người. iPhone 6S 64GB. Rồi hôm nay còn được cây iPhone 6 64GB. Nhà mạng Mỹ LLA nha mọi người. iPhone 6 64GB. Nhà mạng LLA. Máy quốc tế. Cảm ứng là ok hết nha mọi người. Không loạn liệt nha. Camera 8.2. Âm thanh đồ đầy đủ nha mọi người. Vân tay vân chân đầy đủ nha. iPhone bên em bán là bao vân tay nha mọi người. iPhone 6 thì giá em đang bán là 1.900.000 nha mọi người. Tình trạng pin con này là 85% nhưng mà em thấy xài ok nên chưa có thay nha mọi người. Pin 85 nhưng mà vẫn xài còn ok nên không có thay nha mọi người. Giá là 1.900.000. iPhone 6 64GB. Rồi thanh lý một cây Samsung Note 4. Máy men zin màn hình zin, vỏ ok luôn. Viền gốc là không cứng mớp luôn mọi người. Nhưng mà nó sẽ có phẩy theo 5 tháng nha. Màu đen. RAM 3GB bổ trong 32GB, màn hình 5.7 inch, độ phân giải 2K. Chip Exynos 5433 nha mọi người. Chip Exynos 5433 8 nhân. Âm thanh la liếc ok hết. Ok nha mọi người. Cảm ứng là không loạn liệt nha mọi người. Galaxy Note 4 cảm ứng. Đây vô đây test cảm ứng cho mọi người coi luôn. Samsung em test, giờ em đổi qua em test Samsung vậy nha mọi người. Đây. Cảm ứng không loạn liệt nha. Ok hết nha mọi người. Vuốt ok hết nha. Viền gốc. Ok nha. Loa lớn luôn. Tình trạng con này thì nó có lưu ảnh nhẹ nhẹ nha mọi người. Nó có lưu ảnh nhẹ nhẹ đây nè. Nhưng mà xài không ảnh hưởng nha, đa số em cài nền đen cho mọi người. YouTube nè, mình coi YouTube cũng bình thường thôi. Xem YouTube bình thường nha mọi người. Cảm ứng không loạn liệt. Camera sau 16 chấm. Máy full tính năng nhưng mà tình trạng thì màn hình nó có lưu ảnh nha mọi người. Đó, nó có lưu mấy cái điểm này nè. Kính đẹp luôn nha. Màu đen nha mọi người. Con này bán tặng kèm ốp lưng nha. Galaxy Note 4. Pin con này được 3.200 mọi người. Thì giá em đang bán con này là 950.000 nha. 950.000. Galaxy Note 4 950.000. Màn hình nguyên zin. Rồi tiếp theo, Oppo F1S hôm nay về được thêm một cây. Vỏ đẹp nha mọi người. Đây, vỏ đẹp kìa. Mặt trước kính đẹp luôn. Oppo F1S nha. Con này RAM 4 bộ trong 32 nha mọi người. Giới thiệu.
Oppo A1s, RAM 4GB, bộ trong 32GB, màn hình 5.5 inch, chip chip MediaTek bình thường à. Pin con này được 3075, cảm ứng là ok hết. Camera sau 13, camera trước 16. F1s. Ok hết nha mọi người. Oppo A1s, RAM 4 32, giá em đang bán là 1.300.000 nha mọi người. Là chỉ có máy trần nha, 1.300.000 máy trần. Rồi, HTC 10. Hôm nay về đường cây màu bạc nha mọi người. Nhà mạng Mỹ. Unlock code rồi nha, gắn SIM vô là xài thôi. Máy đẹp keng. HTC 10 thì RAM 4, bộ nhớ trong 32, chip Snapdragon 820, màn hình 5.2 inch, độ phân giải 2K. Pin con này được 3.000 nha mọi người. Độ phân giải 2K luôn nha. Cảm ứng. Camera sau 12 chấm, camera trước 5 chấm. Chụp cũng đẹp nha. Cam sau 12 chấm. Máy full tính năng. Con này hai loa nha mọi người. Đây, một cái loa ở đây với một loa dưới đây nha mọi người. HTC 10 máy một SIM nha. Thì giá em đang bán con này máy trần là 1.400.000. Cáp sạc thì cộng thêm 50.000 nha mọi người, 1.400.000. Rồi hôm nay về được hai cây Sony XZ1. XZ1 màu bạc nha. Viền góc đẹp, không cứng mớp nha mọi người. XZ1 màu bạc. Mặt sau đẹp luôn. Mặt trước kính đẹp luôn nha mọi người. XZ1 màn hình sáng đẹp không phản quang nha. Thì cấu hình của nó là RAM 4GB, bộ trong 64GB, chip Snapdragon 835, màn hình 5.2 inch, độ phân giải Full HD. Pin con này được 2.900 nha mọi người. Cảm ứng. Không lạng liệt nha mọi người. Màn hình sáng đẹp nha. XZ1 con này thì không bị phản quang nha mọi người. Đây, màn hình sáng đẹp. Camera sau 19 chấm, camera trước 13 chấm. Âm thanh đồ đầy đủ nha mọi người. Con này thì hàng nội địa nên nó chỉ có một SIM nha. Hai loa trên dưới luôn. Con này nhà mạng Nhật mọi người, nên nó có, nó chỉ có một SIM thôi nha, không lên được hai SIM. Sony XZ1 thì giá em đang bán là 1.690.000 nha mọi người, 1.690 là máy trần nha mọi người. Nếu mình lấy thêm cáp sạc thì cộng cho em thêm 50.000, 1.690 nha. Rồi một con Samsung Note 4 màu trắng ngọc trinh. Nói chung là vỏ ok nha mọi người. Viền góc là không cứng. Viền con này khung nhôm nè. Máy cũng một SIM nha mọi người. Con này thì màn hình đẹp hơn con kia một xíu, đẹp hơn nhiều luôn á. Con kia tại vì lấy nguyên một lô mà nó bị một cây xấu quá thì em xả lỗ. Còn con này thì màn đẹp nè mọi người. Ok. Nói chung là màn AMOLED thì xài thời gian nó vẫn có lưu nhẹ nha mọi người. Nhưng mà con này thì màn ok hơn con màu đen. Con màu đen chỉ để chữa cháy thôi. Đây. Màn nó có hơi lưu nhẹ nha mọi người. Đó, nhưng mà xài không ảnh hưởng nha. Cảm ứng mình vuốt vẫn ok nha mọi người. Camera đồ đầy đủ. Con màu trắng thì màn hình đẹp hơn con màu đen nha. Galaxy Note 4 thì giá em đang bán là 1.100.000 nha mọi người. 1.100.000 Galaxy Note 4, 1.100.000. Rồi tiếp theo một con Note 8 này. Cho mọi người coi ngoại hình trước nè. Mới thâu lại của khách luôn. Viền góc là không cứng mớp nha mọi người. Đơn sao đẹp luôn á. Mặt trước kính ok luôn. Kính đẹp luôn nè. Galaxy Note 8. Máy SIM đây ta. Quên nãy quên test máy SIM ta. Con này bán hàng lên 2 SIM nha mọi người. Đây. Cảm ứng thử cho mọi người coi nè. Vuốt một lần một luôn. Không rớt điểm nha. Màn hình không phản quang luôn nha mọi người. Không đớm luôn nha. Không đớm, không sọc gì luôn nha mọi người. Đây, cảm ứng là ok hết nha. Camera đồ đầy đủ. Camera trước là 8 chấm nè. Camera sau là 12 chấm nè. Hai cam sau 12-12. Máy full tính năng nha mọi người. Âm thanh đồ đầy đủ. Con này thì ai nào, anh chị nào muốn chơi game thì mua con này chơi ok. Loa liếc lớn luôn nha mọi người. Tình trạng con này là nó có lưu ảnh nha mọi người. Nó lưu hơi nhiều nha.
Đó, nếu mình xem YouTube thì nó vậy nè. Đó, mình xem YouTube thì nó vậy nè. Nhưng mà chơi game thì ok, bao ok luôn. Con này thì nó lưu hơi nhiều nha. Nó lưu vậy đó mọi người. Nói chung là mình chơi game thì nó không ảnh hưởng đâu. Xài nền đen ok hết, thấy không? Em cài nền đen là xài vẫn bình thường nha. Điện thoại nè, nền đen nghe gọi bình thường. Đó. Thì giá em đang bán con này là 2.090.000 nha mọi người. Samsung Note 8 2.090.000. Mua 2 triệu bán 2.090. Rồi tiếp theo một cái S8 Plus, máy đẹp. Mới thâu lại của khách luôn, hôm bữa bán rồi giờ thâu lại. Đó. Mặt sau đẹp, mặt trước đẹp luôn. S8 Plus nha mọi người, màu xanh, 2 SIM. RAM 4GB, bộ nhớ trong 64GB. Camera sau 12, camera trước 8 chấm. Máy cũng full tính năng. Test cái cảm ứng cho mọi người coi. Cảm ứng là ok hết nha mọi người. Không loạn liệt nha. Âm thanh đồ đầy đủ. Ok hết nha mọi người. Tình trạng con này nó có lưu nhẹ nha mọi người. Đây cho mọi người coi cái lưu. Nó có lưu ảnh một số chỗ nhẹ nhẹ nhẹ. Đó. Viền góc là không có cứng, không mớp, không không đốm mụn nha mọi người, không sọc màn hình nha. Thì con S8 Plus 2 SIM này em đang bán với giá là 2.6 nha mọi người. 2.6, tặng kèm cho mọi người ốp lưng nha. Cáp sạc thì cộng cho em thêm 50.000. Còn con này thì em chỉ bán giá mấy chừng thôi nha mọi người. 2.090.000. Rồi ok ha, hôm nay em có một video giới thiệu sản phẩm bên em ha mọi người. Nếu mình ưng ý con nào thì có thể gọi trực tiếp số điện thoại mua hàng bên em 0767347340 nha mọi người. Mình điện trực tiếp đi mọi người, nhiều khi mình nhắn trên YouTube em trả lời không có kịp đâu. Hoặc là mình nhắn tin Zalo nha, đừng có nhắn trên YouTube. Rồi cảm ơn mọi người xem video của em, hẹn mọi người video sau.